Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Bí Đỏ Handmade. Thì trong tất cả những video hướng dẫn móc len mà mình đã làm, đây là lần đầu tiên mình xuất hiện trong video của mình. Và cũng cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã xem, ủng hộ cũng như là góp ý cho kênh của mình được hoàn thiện hơn. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón nửa đầu với họa tiết hình trái tim nổi lên trên thân nón như thế này. Thì đây là toàn bộ xung quanh phần thân nón ha. Thân sau nè. Thân trước, họa tiết trái tim nó nổi lên bên trên thân nón nè, đây ha, đây là mẫu nón nửa đầu thứ hai mình hướng dẫn trên kênh của mình. Và để cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã xem và ủng hộ kênh của mình, thì mình có tổ chức một mini game ở bên dưới bình luận. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú thì có thể nhấp vào bình luận để tham gia chương trình ha. Phần quà là 5 chiếc nón nửa đầu cho 5 bạn may mắn. Và màu của chiếc nón thì các bạn có thể chọn màu tùy thích. Mình có để link Facebook hoặc là Zalo ở bên dưới bình luận. Các bạn có thể kết bạn, sau đó mình sẽ trao đổi thêm. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết mẫu nón này. Nếu thấy hay, các bạn có thể cho mình một like hoặc là nhấn nút đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm nhiều video hơn nữa ha. Nếu không hiểu phần nào thì cũng có thể viết lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc. Chúc các bạn thành công. Đối với mẫu nón này thì mình sử dụng len miêu cốt tông cũng 125g. Sợi len của mình có độ dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Và kim móc thì mình sử dụng kim 3.5mm. Những bạn nào không có mẫu kim này thì có thể sử dụng đầu kim mà các bạn có, so sánh với sợi len. Thì khi đưa vào, đầu kim của mình nó sẽ có độ dày, dày hơn so với sợi len 1/2 là được ha. Mũi móc của mình nó sẽ được mềm mại hơn. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len nè. Thì trước khi đi vào hướng dẫn chi tiết mẫu nón này, có 3 điểm các bạn cần lưu ý để mình móc được cái mũi móc nó dễ dàng hơn ha. Thì điểm thứ nhất, các bạn cần xác định cho mình đâu là mặt phải và đâu là mặt trái của sản phẩm. Mặt phải là mặt có họa tiết trái tim lồi lên và mặt trái không có họa tiết nè. Đây là điểm thứ nhất ha. Điểm thứ hai là các bạn cần để ý cho mình ở hai bên của cái họa tiết nón của mình nè, nó sẽ tương tự như nhau. Và điểm thứ ba là chân móc nào thì nó sẽ thuộc vào mũi móc đó ở cái mặt trái hoặc mặt phải ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn dễ hiểu hơn nè. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, từ đây móc lên 6 mũi móc xích. 1 2 3 4, 5 và 6. Khi có được 6 mũi móc xích rồi, ta đâm kim vào chân xích thứ 6, móc vào đó cho mình một mũi dời. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Đâm kim vào cái vòng tròn mà mình vừa tạo bên dưới nè, móc vào một mũi kép đơn. Như vậy ta có 2 mũi móc ha, tính luôn 2 xích đầu tiên nè. Tiếp tục từ đây móc lên 1 xích. Đâm kim vào vòng tròn đó, móc 2 mũi kép đơn liền nhau. Kép đơn thứ nhất. Và kép đơn thứ hai. Tiếp tục móc lên 1 mũi móc xích. Tương tự ha, móc tiếp vào đó 2 mũi kép đơn liền nhau. Móc lên 1 xích và làm lần thứ tư, móc vào đó 2 mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Như vậy lúc này cái họa tiết của mình sẽ tạo ra được 3 khoảng trống ha. Đây, khoảng trống xích thứ nhất nè, khoảng trống thứ hai và khoảng trống xích thứ ba. Ta có được 3 khoảng trống rồi thì móc lên 4 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Lúc này các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến khoảng trống đầu tiên, móc vào đó cho mình một họa tiết sò. Thì họa tiết sò của mình bao gồm 2 mũi kép đơn vào khoảng trống này ha. Kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục kép đơn thứ hai.
Có hai mũi kép đơn rồi móc lên một xích. Và tiếp tục móc vào khoảng trống đó hai mũi kép đơn. Như vậy là mình tạo ra được một họa tiết sò ở phía ngoài ha. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó cái khoảng trống thứ hai mà mình tạo ở phía dưới móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục móc lên một xích và khoảng trống còn lại ở vòng phía dưới ha, móc cho mình vào đó một họa tiết sò giống như cái họa tiết sò đầu tiên, gồm có hai mũi kép đơn nè. Móc lên một xích và tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng cái khoảng đó. Như vậy là hàng móc thứ hai của mình nè, ta sẽ có một họa tiết sò đầu tiên, một kép đơn nằm chính giữa và một họa tiết sò cuối cùng. Thì kết thúc vòng thứ hai đến vòng thứ ba, móc lên cho mình 4 mũi móc xích, 1, 2, 3 và 4. Được 4 mũi móc xích rồi, quay ngược đầu móc lại. Ta sẽ di chuyển kim vào chính giữa của họa tiết sò đầu tiên này, móc vào đó một họa tiết sò tương tự ha, gồm hai mũi kép đơn nè. Lên một xích và tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng ha. Khi có được họa tiết sò đầu tiên thì tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn lẻ ở đây, nằm chính giữa nè. Thì chân của mũi kép đơn lẻ này các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Sau đó gây nên một xích và tiếp tục một mũi kép đơn vào cái chân móc đó luôn ha. Như vậy là chân của mũi kép đơn lẻ bên dưới mình sẽ móc được một kép, một xích và một kép nè. Thì hoàn tất họa tiết này, tiếp tục móc lên một xích và họa tiết sò ở bên ngoài cũng móc một họa tiết sò tương tự ha, giống như cái phần này nè, cũng có hai kép, một xích và hai kép. Ta hoàn tất được vòng thứ ba ha. Và vòng thứ ba của mình có nè, một sò, sau đó là một họa tiết và một sò. Thì tiếp tục móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Khi quay ngược đầu móc lại thì sẽ làm tương tự giống như cái hàng bên dưới ha, tức là chính giữa họa tiết sò này móc một họa tiết sò. Hoàn tất được họa tiết sò đầu tiên rồi nè, thì hàng móc này mình sẽ tiến hành tăng mũi cho cái phần nón của mình, nó sẽ có cái độ rộng ra hơn ha. Thì từ đây các bạn tiếp tục móc lên cho mình một xích nè. Để tăng mũi thì ta sẽ móc một mũi kép đơn vào chính giữa của họa tiết sò bên ngoài và cái họa tiết chính giữa này nè, tức là ở đây nó sẽ có một cái khoảng trống chính giữa, thì móc vào cho mình một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn rồi thì móc lên một xích. Lúc này mình sẽ di chuyển kim đến cái họa tiết một kép, một xích, một kép nè. Thì họa tiết này các bạn móc cho mình vào chính giữa này một mũi kép đơn. Sau đó để tạo họa tiết trái tim ở chính giữa họa tiết này, các bạn tiến hành lấy len. Sau đó mình sẽ đâm kim ngược lại vào cái chân móc ở phía dưới nó nè. Ta đâm kim ngược lại nè. Vào luôn cái chân móc mà mình móc mũi kép đơn đó, nhưng đâm kim từ dưới lên trên ha. Đây, lấy len nè. Sau đó đưa kim ra phía sau của chân móc này, luồn từ dưới lên trên. Lúc này các bạn sẽ móc cho mình một chùm, kéo len, kéo dài sợi len cho nó bằng cái mũi móc nè. Tiếp tục lấy len và đâm kim lần thứ hai, kéo len nè. Lần thứ ba, kéo len. Lần thứ tư, kéo len.
và lần thứ 5 kéo len. Lúc này trên kim của mình có rất là nhiều mũi móc nè, thì các bạn cứ lấy len sau đó kéo len cho mình qua hai chân ở trên kim ha. Kéo len nè, qua hai chân nè. Đây. Hai chân ha. Sau đó tiếp tục kéo len vào qua hai chân nè. Lấy len và kéo qua hai chân ở trên kim ha. Tương tự nè, lần thứ tư và lần thứ năm. Khi kéo len ra được 5 lần rồi nè, lúc này trên kim còn hai mũi móc, thì các bạn tiến hành lấy len, sau đó mình đưa ngược lại nè. Lúc này mình đâm kim từ trên xuống dưới chứ mình không móc từ dưới lên trên nữa ha. Đâm kim vào đây và tạo cho mình một họa tiết tương tự. Lấy len nè, sau đó đâm kim từ trên xuống dưới nè. Kéo len, kéo dài mũi móc. Tiếp tục lần thứ hai. Kéo len. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Và lần thứ năm. Sau đó lần lượt kéo len qua hai chân ở trên kim ha. Lần thứ nhất thì kéo qua hai chân nè. Thì lúc này ta có cái mũi móc ở phía ngoài, thì lần thứ hai kéo qua ba chân nè. 1, 2 và 3 nè. Tương tự lần thứ ba, lần thứ tư và lần thứ năm. Lúc này trên kim còn ba đường móc thì kéo len cho mình qua hết ba đường trên kim ha. Sau đó lên một xích. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một họa tiết trái tim đầu tiên. Nó cũng giống như cái họa tiết cánh bướm ha. Thì tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng tương tự như cái khoảng đầu tiên nè. Thì cái khoảng nằm chính giữa của họa tiết đó và cái họa tiết sò bên ngoài, tức là cái khoảng trống mũi xích nằm ở chính giữa đây nè. Móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Sau đó lên một xích và móc vào họa tiết sò này một họa tiết sò ha. Như vậy là mình hoàn tất được hàng móc này, gồm một sò nè, một kép đơn lẻ, một họa tiết tim, một kép đơn lẻ và một sò. Tiếp tục hàng kế tiếp ha, các bạn sẽ móc lên cho mình 4 xích. Sau đó ta quay ngược đầu móc lại và móc cái họa tiết sò đầu tiên, tương tự như hàng móc phía dưới ha. Và lúc này mình đã xác định được mặt phải là mặt mình có họa tiết trái tim nè. Còn đây là mặt trái ha. Móc vào đây một họa tiết sò. Sau khi hoàn tất được họa tiết sò rồi thì móc lên một xích. Để ý cho mình, đây là mặt trái của sản phẩm ha. Thì khi móc trên mặt trái nè, chân móc của mũi kép đơn ta sẽ móc vào đó một họa tiết gồm một kép, một xích và một kép. Đây thì chân của mũi kép đơn lẻ ha. Móc một kép nè, một xích và tiếp tục một kép vào cùng cái chân móc đó nha. Hoàn tất được một cụm họa tiết ở trên chân móc của mũi kép đơn lẻ ở phía dưới rồi nè. Thì lúc này tiếp tục móc lên cho mình một xích. Đến cái chân móc của mũi trái tim ở đây nè, thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc này một mũi kép đơn ha. Đây, như vậy là chân móc của mũi trái tim thì ta sẽ móc vào đó một mũi kép đơn. Còn chân của mũi kép đơn thì mình sẽ móc vào đó một họa tiết. Áp dụng cho tất cả các cái mũi móc ha. Tiếp tục lên một xích nè. Chân móc của mũi kép đơn lẻ thì móc một họa tiết. Một kép, một xích và một kép ha. Sau đó lên một xích và móc họa tiết sò cuối cùng. Ta hoàn tất được hàng móc này ha. Tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích.
quay ngược đầu móc. Thì lúc này ta móc trên mặt phải nè, mặt phải là cái mặt mà mình móc họa tiết trái tim lồi ra bên ngoài nè ha. Thì đây là mặt phải. Và mặt phải cũng là mặt mà mình móc họa tiết lồi ra bên ngoài cũng như là tăng size cho hàng móc. Móc cho mình vào đây một họa tiết sò. Hoàn tất họa tiết sò rồi lên một xích. Lúc này để tăng size thì mình sẽ tăng size vào chính giữa của họa tiết sò đầu tiên và cái cụm họa tiết kế bên ha. Đây ha, cụm sò đầu tiên và cụm họa tiết một kép một xích một kép thì chính giữa này móc một mũi kép đơn. Lên một xích ha. Lúc này mình đang móc trên mặt phải của sản phẩm ha. Thì khi các bạn móc gặp cái họa tiết một kép một xích một kép thì chính giữa của họa tiết này móc cho mình một họa tiết trái tim. Thì móc vào chính giữa này một mũi kép đơn nè. Sau đó tiếp tục lấy len và đâm kim phía sau của cái mũi kép đơn đó ha. Đưa kim ra phía sau nè, đâm kim từ dưới lên trên vào cái khoảng trống chính giữa đó. Sau đó lấy len cho mình lần lượt 5 lần lên kim và làm tương tự như cái trái tim này ha. Lần thứ nhất nè. Tiếp tục lần thứ hai, lần thứ ba kéo dài mũi móc ra ha, lần thứ tư và lần thứ năm. Được 5 lần rồi thì lần lượt kéo len qua hai chân móc ở trên kim hiện có. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư và lần thứ năm. Còn hai mũi trên kim ha. Tiếp tục lấy len và đâm ngược lại từ trên xuống dưới chân móc đó. Đây, vào cái khoảng trống của một kép một xích một kép ha. Lấy len 5 lần lên kim nè. Lần thứ nhất. Kéo len. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư, lần thứ năm, sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim ha. Lần thứ nhất nè, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư và lần thứ năm. Còn ba mũi trên kim, kéo len qua hết ba mũi trên kim ha. Ta hoàn tất được trái tim vào cái họa tiết một kép một xích một kép. Sau đó móc lên một xích. Gặp chân của mũi kép đơn lẻ thì cũng tương tự như mặt trái mặt phải ha. Thì chân của mũi kép đơn lẻ ta luôn luôn móc vào đó một kép một xích và một kép. Tiếp tục lên một xích. Và cái họa tiết này nè, một kép một xích một kép thì móc cho mình một họa tiết trái tim ha. Vào cái họa tiết này. Kết thúc thì kéo len qua ba chân trên kim, sau đó móc lên một xích. Thì như vậy lúc này hàng móc này của mình nó sẽ tạo ra được hai họa tiết trái tim nè. Và đây là hàng mặt phải ha, ban đầu mình có tăng một mũi kép đơn vào chính giữa này, thì tiếp tục cuối hàng các bạn cũng tăng cho mình một mũi kép đơn vào chính giữa của sò cũng như là họa tiết một kép một xích một kép ha. Móc vào một mũi kép đơn, sau đó lên một xích nè. Họa tiết sò thì móc một họa tiết sò, sau đó lên 4 xích và quay ngược đầu móc ha. Khi quay ngược đầu móc thì lúc này mình móc ở mặt trái của sản phẩm nè. Móc vào đây một họa tiết sò.
Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Móc ở mặt trái thì khi các bạn gặp cái chân móc của mũi kép đơn lẻ thì ta móc vào đó một kép, một xích, một kép. Móc lên một xích. Chân của cái mũi trái tim thì mình móc một kép. Tiếp tục lên một xích. Mũi móc kế tiếp mà mình gặp sẽ là cái cụm một kép, một xích, một kép nè. Lúc này mình đang móc ở mặt trái của sản phẩm thì khác với cái mặt phải. Khi mà mình móc ở mặt phải nè, ta gặp một kép, một xích, một kép thì các bạn sẽ móc vào đó cho mình một họa tiết trái tim. Còn lúc này mình đang móc mặt trái thì các bạn không móc vào đó họa tiết trái tim mà móc vào đó cho mình một họa tiết tương tự gồm một kép, một xích và một kép vào khoảng trống này ha. Một kép nè, lên một xích nè và một kép. Tiếp tục móc lên một xích. Đây ha, móc một họa tiết tương tự ở cái mặt trái nè thì một kép, một xích, một kép nó sẽ tương tự như nhau. Tiếp tục chân của họa tiết trái tim thì móc một mũi kép đơn, lên một xích. Chân của cái mũi kép đơn lẻ thì móc một kép, một xích và một kép. Tiếp tục lên một xích và cũng móc họa tiết sò cuối cùng ha. Lên 4 xích. Quay ngược đầu móc. Tiếp tục móc họa tiết sò cụm đầu tiên ha. Thì đây sẽ là họa tiết móc của hàng phía ngoài ha. Tiếp tục móc lên một xích. Lúc này mình đang móc ở mặt phải của sản phẩm. Mặt phải là cái mặt có họa tiết trái tim lồi lên nè. Ở đây đối với những bạn nào mà muốn tăng size cho cái kích thước của nó mình nó được to hơn thì các bạn cũng tiếp tục tăng cho mình ở mặt phải của sản phẩm ha. Ta cũng móc một mũi kép đơn vào chính giữa của họa tiết sò và họa tiết một kép, một xích, một kép nè, thì móc vào đây cho mình một mũi kép đơn ha. Nhưng mà lúc này khi mình móc cái họa tiết của mình nè, nó đã có đủ cái độ rộng cho cái phần nón của mình rồi thì lúc này mình không cần phải tăng mũi nữa. Những bạn nào mà muốn tăng size nữa thì cứ móc cho mình vào chính giữa này nè, móc vào đây một mũi kép đơn ha. Còn mình không tăng mũi nữa thì ta sẽ bỏ qua cái mũi đó và móc vào cái cụm một kép, một xích, một kép này nè. Lúc này mình đang móc mặt phải thì móc cho mình vào đó một họa tiết trái tim ha. Luồn kim từ phía dưới lên trên nè, lấy len 5 lần ha. Ta làm tương tự cho hết họa tiết này. Còn ba chân thì kéo qua hết ba chân này ha, sau đó móc lên một xích. Tiếp tục khi đang móc mặt phải, gặp chân của mũi kép đơn cũng móc vào một kép, một xích, một kép. Tiếp tục lên một xích. Mặt phải gặp cái cụm một kép, một xích, một kép thì móc vào một họa tiết trái tim. Móc qua ba chân trên kim ha, sau đó lên một xích. Chân của mũi kép đơn lẻ thì móc vào một kép, một xích, một kép.
Tiếp tục lên một xích. Họa tiết một kép, một xích một kép thì móc vào một họa tiết trái tim. Những bạn nào mà đang tăng size thì lên một xích và móc mũi kép đơn vào chính giữa của họa tiết sò và họa tiết kép đơn này ha. Còn ở đây mình không tăng size nên mình sẽ móc vào đây một họa tiết sò. Như vậy là hàng móc này của mình sẽ có được 3 họa tiết trái tim. Và nó đã có đủ cái độ rộng để mình đội lên trên đầu rồi ha. Thì mình sẽ tiếp tục móc cái hàng móc tiếp theo và không tăng mũi nữa. Thì từ đây cũng tiếp tục móc lên cho mình 4 mũi xích. Quay ngược đầu móc lại. Và cũng làm tương tự ha. Họa tiết sò thì sẽ móc vào chính giữa của họa tiết sò. Lên một xích. Lúc này mình đang móc ở mặt trái của sản phẩm. Thì khi các bạn gặp chân móc của mũi trái tim, ta sẽ móc vào chân móc đó một mũi kép đơn. Còn gặp họa tiết này thì sẽ móc một họa tiết y chang như vậy. Chân này thì sẽ móc mũi kép đơn nè. Đây móc họa tiết y chang ha. Còn chân cuối cùng móc một mũi kép đơn. Thì các bạn sẽ móc cho mình nè. Chân của mũi trái tim thì móc một mũi kép đơn. Lên một xích. Họa tiết này thì sẽ móc một họa tiết tương tự, một kép, một xích, một kép. Lên một xích. Chân của họa tiết trái tim móc một mũi kép đơn. Lên một xích. Họa tiết kép, xích, kép thì móc vào kép, xích, kép. Lên một xích. Và cuối cùng ha, móc vào đây một mũi kép đơn nè, vào chân của họa tiết trái tim, sau đó lên một xích và móc họa tiết sò. Lên 4 xích, quay ngược đầu móc. Và tiếp tục ha, móc họa tiết sò vào chính giữa. Hoàn tất được họa tiết sò rồi, móc lên một mũi móc xích. Lúc này mình đang móc ở mặt phải của sản phẩm. Thì khi các bạn móc ở mặt phải của sản phẩm nè, gặp chân móc của mũi kép đơn lẻ thì móc vào một kép, một xích, một kép ha. Còn gặp cái cụm này nè thì ta sẽ móc vào đây một họa tiết trái tim. Tương tự nè. Chân của mũi kép đơn thì móc vào một kép, một xích, một kép. Còn cụm này thì móc vào một họa tiết trái tim ha. Tiếp tục làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Thì như vậy là khi hoàn tất hàng móc này, ta sẽ có được tổng cộng là 2 họa tiết trái tim vào 2 cái khoảng trống này ha. Từ đây mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Và ta sẽ có xen kẽ một hàng 3 họa tiết thì xen kẽ một hàng 2 họa tiết, tiếp tục là một hàng 3, một hàng 2 ha. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự. Và khi móc mình cũng để ý nè. Đây là mặt phải của sản phẩm ha, mặt phải là cái mặt mà mình tạo họa tiết trái tim lồi lên bên trên nè. Thì khi móc ở mặt phải, gặp chân của mũi kép đơn mình móc vào một kép, một xích, một kép. Còn cái cụm một kép, một xích, một kép này thì ta sẽ móc vào đó họa tiết trái tim. Khi mình móc ở mặt trái là cái mặt không có họa tiết trái tim lồi nè. Thì tương tự móc vào chân của mũi kép đơn lẻ một kép, một xích, một kép. Còn cái cụm mà một kép, một xích, một kép thì ta sẽ móc vào đó một cụm tương tự, một kép, một xích, một kép chứ mình không tạo họa tiết trái tim ha. Các bạn làm tương tự cho mình nè, cho các cái chân móc còn lại cũng vậy. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự cho đến khi chiều dài từ đây cho đến cái hàng móc mà mình móc cuối cùng á, nó sẽ gần bằng 2/3 so với số đo vòng đầu ha. Sau khi mình đã thêm được nhiều hàng móc thì họa tiết trên thân nón của mình nó sẽ như thế này ha.
Nó sẽ hiện lên những cái họa tiết trái tim lồi ra bên ngoài nè, hoặc là các bạn cũng có thể gọi là họa tiết cánh bướm cũng được ha. Cái chiều dài này nó đã gần bằng 2/3 so với số đo vòng đầu rồi, thì mình sẽ tiến hành giảm mũi. Các bạn sẽ chọn cho mình cái hàng móc mà mình móc họa tiết trái tim ít hơn á. Ví dụ như ở đây 3 xen kẽ với 2 nè, thì mình móc hàng móc cuối cùng nó sẽ là 2 họa tiết ha. Những bạn nào mà có tăng sai phần nón á, móc 4-3 thì hàng cuối cùng mình sẽ móc 3 mũi ha. 3 họa tiết trái tim. Còn ở đây mình sẽ hoàn tất ở 2 họa tiết trái tim nè. Khác với những cái hàng móc mà mình móc đều bên trên nè, đây là mặt phải của sản phẩm ha. Thì khi gặp chân móc của mũi kép đơn thì mình sẽ móc vào cái chân móc đó một kép, một xích và một kép. Nhưng lúc này nè, hàng móc của mình đang là hàng móc giảm mũi thì các bạn sẽ không móc vào chân này mà mình di chuyển kim luôn đến cái khoảng trống một kép, một xích, một kép kế bên. Và mình sẽ móc vào đây một họa tiết trái tim ha. Vì đây là mặt phải nên các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống này một kép. Sau đó sẽ là họa tiết trái tim. Tiếp tục lên một xích ha. Di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn lẻ và móc vào đó một kép, một xích, một kép. Tức là cái mặt này nè, các bạn chỉ bỏ qua cho mình chân đầu tiên và chân cuối cùng thôi ha. Còn chân nằm chính giữa thì mình vẫn móc bình thường. Một kép, một xích và một kép. Sau đó lên một xích nè. Tiếp tục ha, móc vào họa tiết này một cái trái tim. Lên một xích thì cái điểm đầu tiên mình bỏ qua chân của mũi kép đơn lẻ thì điểm cuối cùng các bạn cũng bỏ qua chân của mũi kép đơn lẻ ha. Và mình di chuyển kim luôn đến cái họa tiết sò cuối cùng nè, mình móc một họa tiết sò tương tự vào đây ha. Như vậy là ta hoàn tất được hàng giảm mũi đầu tiên với 2 họa tiết trái tim và cũng giảm đi được một mũi ở đây ha. Tiếp tục móc lên 4 xích, quay ngược đầu móc và móc một họa tiết sò tương tự. Hoàn tất được họa tiết sò rồi, móc lên 1 xích. Đây là mặt trái của sản phẩm ha. Thì mặt trái móc vào chân của họa tiết trái tim một mũi kép đơn, lên một xích. Chính giữa của cái họa tiết này sẽ móc một họa tiết tương tự, một kép, một xích và một kép. Lên một xích. Và cuối cùng ha, chân móc của họa tiết trái tim móc một mũi kép đơn. Lên một xích và móc vào họa tiết sò ngoài cùng. Ta hoàn tất được hàng móc này. Hàng móc này thì móc bình thường ha. Tiếp tục móc lên cho mình 4 mũi móc xích và quay ngược đầu móc. Sau đó móc một họa tiết sò tương tự. Móc lên một xích. Lúc này ta tiếp tục móc ở mặt phải của sản phẩm thì mình cũng tương tự giảm mũi ha. Tức là ta sẽ bỏ qua chân của mũi kép đơn ở phía ngoài và di chuyển kim luôn vào cái cụm chính giữa này ha. Móc vào đó một họa tiết trái tim, tức là bỏ qua hai chân móc kép đơn phía ngoài và móc vào các cái chân nằm chính giữa thôi ha. Móc vào đây nè, cho mình một họa tiết trái tim.
móc lên một xích. Đã bỏ qua chân đầu tiên rồi thì bỏ luôn chân cuối cùng nha, và móc vào họa tiết xoay phía ngoài. Như vậy là ta tiếp tục giảm được một họa tiết trái tim nè. Và họa tiết trái tim của mình sẽ có độ giảm dần 3 họa tiết, sau đó đến 2 họa tiết và 1 họa tiết. Nó sẽ tương tự giống như điểm đầu tiên mà mình bắt đầu tăng 1, 2, 3 ha. Thì lúc này sẽ là 3, 2, 1 nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục giảm mũi để tạo sợi dây ở phía sau đầu. Móc lên 4 mũi xích. Quay ngược đầu móc lại. Tương tự móc vào họa tiết xo một họa tiết xo. Lên một xích. Chân của cái mũi trái tim này thì móc vào một mũi kép đơn. Lên một xích và móc vào họa tiết xo ha. Khi đã hoàn tất được hàng móc này rồi, tiếp tục móc lên cho mình 4 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Lúc này hàng móc của mình sẽ có một xò, một kép đơn và một xò, thì móc cho mình vào khoảng trống xò này 2 mũi kép đơn. Tính luôn 4 mũi xích đầu tiên là một mũi, thì lúc này mình đã có được 3 mũi móc rồi ha. Thì tiếp tục từ 3 mũi móc này các bạn di chuyển kim đến cái chân của mũi kép đơn lẻ nằm chính giữa. Móc vào đó 3 mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục ha, được 3 mũi kép đơn nằm chính giữa thì cái khoảng trống tiếp tục này cũng móc cho mình 3 mũi kép đơn, thì nó sẽ bằng với 3 mũi ở phía sau này nè. Móc vào đây 3 mũi kép đơn ha. Ta sẽ có được 3 cụm móc. Từ đây móc lên 4 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Lúc này mình sẽ tạo ra những cái hàng móc phía sau bằng các cái họa tiết xo nằm thẳng hàng với nhau. Thì các bạn sẽ di chuyển kim cho mình. Đây là một mũi móc rồi ha, thì di chuyển kim cho mình vào chính giữa của cụm chính giữa nè, móc vào cái chân của mũi kép đơn nằm chính giữa, 3 mũi kép đơn cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Được 3 mũi rồi, móc lên 2 mũi xích và cũng móc vào chân ta vừa móc đó 3 mũi kép đơn nữa. Như vậy là mình sẽ có được một họa tiết xo gồm 3 kép, 2 xích và 3 kép. Tiếp tục để kết thúc họa tiết này thì mình sẽ đâm kim vào cái xích thứ tư của 4 mũi xích gây nên đầu tiên nè. Thì đâm kim vào chân xích thứ tư từ dưới lên ha. Đâm kim vào cái chân móc này, móc vào đó một mũi kép đơn. Như vậy là ta sẽ có được một cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc cho mình cái cụm này cho các hàng móc còn lại ha. Lên 4 mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Móc vào chính giữa của họa tiết xo mà mình vừa tạo này nè, một họa tiết xo tương tự, gồm 3 kép, 2 xích và 3 kép ha. 3 kép nè. Hai xích và 3 kép. Hoàn tất họa tiết xo rồi thì đâm kim vào chân xích thứ tư. Tính từ dưới lên ha, móc vào đó một mũi kép đơn. Ta hoàn tất được cái hàng thứ hai bằng với hàng thứ nhất ha. Tạo ra được những cái họa tiết xo nằm chồng lên nhau. Thì từ đây móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Cũng lên 4 mũi xích nè. Quay ngược đầu móc lại và móc họa tiết xo vào chính giữa của cái cụm này. Sau đó kết thúc đâm kim vào chân xích thứ tư tính từ dưới lên ha, móc vào đó một mũi kép đơn.
thêm nhiều hàng móc cho đến khi ta gặp đôi cái phần thân nón lại thì nó sẽ bằng với số đo vòng đầu là được. Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc đều nhau thì lúc này khi gặp đôi cái phần thân nón lại, mình sẽ có được cái độ rộng này, nó bằng với số đo vòng đầu rồi ha. Các bạn có thể tham khảo số đo vòng đầu ở bên dưới phần mô tả nha. Hàng móc kết thúc này, các bạn đếm cho mình tổng số mũi móc của hàng kết thúc này nè. 1 mũi nè, 3 mũi nữa là 4 mũi. Khoảng trống này được tính là 1 mũi ha. Ta có mũi thứ 5 nè. 3 mũi này là 8 mũi và 1 mũi xích này là 9 mũi ha. Thì mình có tổng cộng là 9 mũi móc. Thì dựa vào cho mình cái đầu móc ban đầu mà mình móc vòng tròn. Khoảng trống này được tính là 1 mũi móc. Thân chân móc ở kế bên được tính là 3 mũi móc. Và cái chân móc sát bên cái thân chân móc này được tính là 1 mũi ha. Thì đây là 1 mũi nè, đây là 3 mũi là ta có 4 mũi. Khoảng trống này 1 mũi là 5 mũi. Thân chân móc đối diện 3 mũi là 8 mũi nè. Và chân móc cuối cùng là chân móc này ha, là 9 mũi. Thì các bạn sẽ nẹp cho mình vào chín cái chân này với chín chân móc mà mình vừa đếm được ở bên này ha. Thì khi nẹp vào các bạn sẽ đưa cho mình cái mặt phải của sản phẩm vào trong, đưa cái mặt trái ra bên ngoài nè, và mình sẽ tiến hành nẹp lại. Ta sẽ đâm kim vào chân của cái mũi kép đơn cuối cùng ở cái phần này nè, là chân đầu tiên ha, móc vào đây, đồng thời đâm kim vào cái chân móc phía ngoài cùng mà mình vừa đếm á, là cái chân móc sát với cái thân chân móc này nè ha. Đâm kim vào hai chân móc song song và móc vào một mũi móc đơn. Tiếp tục ba chân móc của cụm sò thì mình sẽ nẹp chung với thân chân móc ở phía dưới thân chân móc nè, mũi móc đơn thứ hai, tiếp tục chân kế tiếp và cái thân chân móc đó luôn hả. Đây ta có được mũi thứ ba, mũi kép đơn kế tiếp và thân chân móc ở phía dưới. Ta có mũi móc đơn thứ tư. Cái mũi thứ năm á, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chính giữa của họa tiết sò và cái khoảng trống đầu tiên mà mình tạo nè, móc vào một mũi móc đơn. Tiếp tục nẹp tương tự cho bốn chân còn lại ha. Với cái thân chân móc phía sau nè. Thì chân của mũi kép đơn kế tiếp và thân chân móc phía sau ta có mũi móc đơn nè, ba mũi móc đơn liên tiếp vào thân chân móc phía sau ha. Sau đó chân của mũi móc xích thứ tư với cái chân của mũi móc sát bên cái thân chân móc đó ha, cũng nẹp lại bằng một mũi móc đơn. Như vậy là mình đã nẹp được hai đầu lại với nhau rồi nè. Thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Sau khi đã giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc thì lúc này mặt trong của mình nó sẽ có được một cái hàng mũi đơn. Thì khi ta lật cái mặt phải ra ngoài nè thì hàng mũi đơn nó sẽ được giấu vào bên trong ha. Và mình sẽ hoàn tất được cái phần thân nón như thế này. Và đây sẽ là họa tiết ở trên thân nón ha. Có các cái họa tiết trái tim nổi lên trên nè. Mẫu này thì các bạn có thể áp dụng cho người lớn hoặc người trẻ tuổi cũng được ha. Và mình có thể thay màu để phù hợp cho mọi lứa tuổi. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu nón nửa đầu với họa tiết trái tim như thế này. Chúc các bạn thành công!